Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nhận hối lộ không vụ lợi, sự ngụy biện chủ trương chạy tội cho bộ máy tham nhũng. Cư dân mạng đi từ ngạc nhiên này đến phẫn nộ khác khi biết tin tại cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương chiều ngày 22 tháng 11 năm 2023, ông Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết số tiền thiệt hại và nhận hối lộ trong vụ án Vạn Thịnh Phát là lớn nhất chưa từng có từ trước tới nay. Theo ông Nguyễn Văn Yên, những người nhận số tiền hối lộ lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì mới bị truy tố xét xử. Còn người nhận ít không vụ lợi sẽ không bị xử lý về mặt hình sự mà chỉ bị xử lý về kỷ luật đảng và hành chính. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên trong buổi họp báo vào ngày 22 tháng 11 đã tuyên bố một câu xanh dờn như thế. Khái niệm nhận hối lộ không vụ lợi sẽ không bị truy tố của người đại diện cơ quan chống tham nhũng bị dư luận đánh giá là một sự ngụy biện và thách thức công luận. Bởi một lẽ tự nhiên, trên thực tế không có ai là người dưng nước lã lại tự nhiên đưa cho người khác một món tiền rất lớn mà lại không hy vọng và mong đợi nhận được lợi ích gì từ người nhận tiền, tức là nhận hối lộ. Theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt, bản thân động từ vụ lợi cũng được dùng để chỉ mưu cầu lợi ích riêng cho cá nhân. Theo quy định của Bộ Luật Hình sự thì vụ lợi là trường hợp người phạm tội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền để chiếm đoạt lợi ích vật chất hoặc phi vật chất không chính đáng của mình hoặc cho cơ quan, tổ chức cũng như cho cá nhân khác. Nói ra để thấy rằng khái niệm nhận hối lộ là tham nhũng nhưng không vụ lợi, chỉ là sự ngụy biện khiên cưỡng mà mục đích duy nhất là để chạy tội cho các quan chức đã tham nhũng. Trong khi đó, ý kiến của người luật sư cho rằng không nên đưa ra khái niệm nhận hối lộ không vụ lợi sẽ không bị truy tố, mà tất cả những ai đã phạm tội nhận hối lộ theo quy định của pháp luật đều phải bị truy tố, xét xử như thế mới đảm bảo sự công bằng của pháp luật. Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra C03 của Bộ Công an cho biết rằng tất cả 18 thành viên của đoàn thanh tra liên ngành đến thanh tra ngân hàng SCB đều đã nhận tiền hối lộ để mà thay đổi kết quả thanh tra, che giấu sự sai phạm của ngân hàng này. Và còn biết bao nhiêu đoàn thanh tra khác đến các ngân hàng khắp nơi trong cả nước cũng bị nghi ngờ rằng đã nhận hối lộ và bỏ qua những việc như thế. Nhưng trong đoàn thanh tra có 7 người thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, kiểm toán nhà nước, thanh tra chính phủ và Ủy ban giám sát tài chính quốc gia thì lại được miễn truy tố vì đã nộp lại một phần hay toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Vợ chồng bà Trương Mỹ Lan được trao tặng huân chương lao động hạng ba. Lý do 7 thành viên này không bị khởi tố theo tờ báo Dân Trí vào ngày 26 tháng 11 là tuy họ có những sai phạm trong quá trình thanh tra và nhận tiền, nhưng vai trò của họ là cấp dưới, đồng thời chỉ tham gia một phần việc nhất định. Về số tiền nhận hối lộ, tờ báo Dân Trí cho biết số tiền vụ lợi, ông Thịnh, bà Hương và ông Linh chủ động khai báo có 4 lần nhận tiền, trong đó có 2 lần trả lại, mỗi người nhận và sử dụng 100 triệu đồng. Bà Nguyễn Hà Linh khai báo được SCB đưa tổng cộng 6.000 đô la và 50 triệu đồng. Ông Bách, bà Trang và bà Thủy Linh khai được SCB nhận 9.000 đô la và 100 triệu đồng mỗi người. Theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, tội danh nhận hối lộ được quy định rõ trong trường hợp phạm tội có tổ chức nhận hối lộ từ 2 lần trở lên v.v. thì bị phạt tù từ 7 năm tới 15 năm. Mức án cao nhất với tội danh nhận hối lộ lên đến 20 năm tù chung thân hoặc tử hình. Xin được nhắc lại, liên quan đến đại án Việt Á, ông Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch hội đồng, chủ tịch thành phố Hà Nội vì lý do không biết trong túi sách do ông Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á để lại có chưa tới 200.000 đô la nên không bị truy tố tội nhận hối lộ. Ông Tổng Bí thư già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ngồi đến nhiệm kỳ thứ 3. Bản thân ông Chu Ngọc Anh thì khai tại cơ quan điều tra là ông không trao đổi, bàn bạc, thả lận, thống nhất trước Phan Quốc Việt về việc đưa nhận tiền, đồng thời cũng không gây khó khăn nhằm mục đích ép ông Việt phải đưa số tiền vừa kể trên. Ví dụ về trường hợp của ông Chu Ngọc Anh đã nhận tới 200.000 đô la cho thấy khái niệm nhận hối lộ nhưng không vụ lợi chỉ là sự ngụy biện
và không theo bất kỳ một chuẩn mực pháp lý hiện hành nào tại Việt Nam. Đây thực chất là một chủ trương dung túng cho tham nhũng, chạy tội cho cả một bộ máy tham nhũng khổng lồ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với cách hành xử này thì sự sụp đổ chế độ là điều khó có thể tránh khỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin nhận hối lộ không vụ lợi, sự ngụy biện, chủ trương chạy tội cho bộ máy tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm giáo giết tăng thù, chuẩn bị kinh tài cho cuộc chiến hậu Nguyễn Phú Trọng. Trong thời gian gần đây, dư luận xã hội thấy rằng nhóm lợi ích của Bộ Công an đã giáo giết tìm kiếm các nguồn thu thêm cho ngành này với những ý đồ rất mờ ám. Mới nhất vào ngày 10 tháng 11, Quốc hội thông qua nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương 2024, trong đó Bộ Công an được hưởng tới 85% số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông. Lập tức, hàng loạt các động thái tiếp theo của Bộ Công an ra đời như xử phạt nồng độ cồn trên mức 0% và mới nhất là đề nghị bắt buộc lắp camera hành trình cho xe máy. Xe máy phải lắp camera hành trình không khả thi, rất tốn kém. Dư luận xã hội cho rằng đề xuất này của Bộ Công an đã gây khó cho người dân và báo chí nhà nước có đánh giá chung cho rằng, theo ghi nhận, đa số đại biểu Quốc hội, chuyên gia, người dân không tán thành việc gắn camera hành trình cho xe máy. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 26 tháng 11 đưa tin với tiêu đề xe máy phải lắp camera hành trình không khả thi, rất tốn kém. Bản tin cho biết dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được Quốc hội thảo luận có ý kiến tại kỳ họp thứ 6 tại điểm C khoản 1 điều 33 như sau. Quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu hình ảnh người lái xe theo quy định. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, ý kiến của đa số các đại biểu Quốc hội, chuyên gia và người dân đều không tán thành việc gắn camera hành trình cho xe máy. Đồng thời, các đại biểu Quốc hội còn đề nghị xem xét lại đề xuất này trong dự luật. Theo giới quan sát, chưa có một dự luật nào như dự luật luật trật tự an toàn giao thông đường bộ bị dư luận phản ứng dữ dội đến như vậy. Người dân cho rằng đề xuất bắt buộc lắp camera hành trình cho xe máy là đề xuất gây khó khăn cho người dân và có dấu hiệu của lợi ích nhóm. Trong lúc kinh tế đang rất khó khăn, thu nhập của số đông dân chúng không đủ ăn, không đủ cho những chi tiêu cơ bản, vậy lấy tiền đâu để mà lắp? Được biết hiện nay ở Việt Nam có khoảng trên 6 triệu ô tô, 73 triệu mô tô, xe gắn máy đang lưu hành. Theo các đại biểu Quốc hội, gắn camera hành trình bắt buộc với xe máy là chưa từng có tiền lệ trên thế giới, là điều không khả thi, không thuyết phục. Một phiên họp của Quốc hội tại Việt Nam. Còn giới kỹ thuật đưa ra ý kiến cho rằng đây là một đề xuất quá tào lao và bất hợp lý, đồng thời cảnh báo lắp camera hành trình cho xe máy sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ cao, khó có thể đảm bảo về mặt kỹ thuật, nhất là với số lượng xe máy cũ hiện nay đang lưu hành là rất lớn. Đó là chưa kể số lượng vài chục triệu camera hành trình chắc chắn là sản phẩm của Trung Quốc sản xuất. Với mỗi xe máy phải gắn một camera hành trình thì nước lạ sẽ bán được cho thị trường Việt Nam hàng chục triệu sản phẩm. Vậy chủ trương của Bộ Công an có liên quan gì đến việc giúp cho nền kinh tế Trung Quốc vượt qua tình trạng trì trệ như hiện nay hay không? Công luận thấy rằng chưa có nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Công an nào như Bộ trưởng Tô Lâm. Tô Lâm đã liên tục đưa ra các đề xuất cũng như yêu cầu mang tính trục lợi cho lợi ích nhóm, cho cá nhân Bộ trưởng cũng như cho Bộ Công an. Từ cái thẻ căn cước công dân các loại, bằng lái xe đổi đi đổi lại đủ thứ, vẫn còn chưa đủ, nay lại nghĩ ra nhiều thông tư để mà bổ sung, nhất là những vấn đề liên quan đến giao thông như nồng độ cồn hay lại bắt lắp camera hành trình cho xe máy. Một điểm chốt kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông tại Hà Nội. Toàn là những đề nghị, đề xuất có hại cho dân, cho nước. Ngược lại,
nó lại có lợi cho công an trong việc hưởng đến 85% tiền phạt. Những chỉ thị đề xuất của Bộ Công an đã cho thấy rằng phải chăng ông Tô Lâm đang bằng mọi cách để mà hạ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, để góp phần đẩy chế độ Cộng sản mau xuống bờ vực. Hơn thế nữa, nếu quy định bắt buộc xe máy cá nhân phải gắn thiết bị giám sát hành trình được thực hiện và Quốc hội thông qua, thì các đầu mối nhập khẩu thiết bị này sẽ kiếm được những khoản lãi không hề nhỏ. Trong lúc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Công an đang giáo diết chuẩn bị chiến phí cho cuộc chiến hậu Nguyễn Phú Trọng, thì thử làm một phép toán nhỏ, lấy hàng chục triệu thiết bị camera giám sát này nhân với số tiền lời mỗi thiết bị một vài chục nghìn đồng sẽ đưa ra con số không thể tưởng tượng nổi. Kiếm được nhiều và dễ như thế, đủ tiền cho việc đấu đá giành ghế, thì dạy gì Tô Lâm và Bộ Công an không kiếm đầy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm giáo diết tăng thù chuẩn bị kinh tài cho cuộc chiến hậu Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.